Xin chào các bạn, tôi là công chúa Elsa. Đây là em gái tôi, công chúa Anna. Đây là bạn trai của tôi, hoàng tử Ryder. Còn đây là bạn trai của Anna, hoàng tử Peter. Bốn chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, rất vui vẻ. Hàng ngày, bọn tôi thường rủ nhau vào khu rừng gần cung điện chơi. Cuộc sống của bọn tôi rất là vui vẻ và êm đềm, cho tới một ngày. Hôm nay chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. Sau đó, chúng tôi quyết định dùng trò oản tù tì để tìm ra người trốn và người phải đi tìm. Và cuối cùng, hoàng tử Ryder đã thua. Bọn tôi đi trốn, còn hoàng tử Ryder phải đi tìm bọn tôi. Không may hôm đó, do mãi đi tìm bọn tôi, hoàng tử Ryder đã đi lạc sang khu rừng bên cạnh, nơi có một mụ phù thủy ác sinh sống. Wow, đúng là một hoàng tử đẹp trai. Hoàng tử hãy làm chồng của ta nhé. Không được, tôi đã có bạn gái rồi. Bạn gái tôi là công chúa Elsa. Vô cùng xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, không có xấu như cô đâu. Mụ phù thủy nghe thấy vậy thì tức giận vô cùng. Đã vậy, ta sẽ bắt hoàng tử ở đây mãi mãi với ta. Nói rồi, mụ dùng phép thuật trói hoàng tử lại. Một lúc sau, công chúa Elsa, Anna và hoàng tử Peter không thấy hoàng tử Ryder đâu, lên đi tìm. Và tìm thấy hoàng tử Ryder đang bị trói ở gần nhà mụ phù thủy. Bọn họ giải cứu cho hoàng tử Ryder rồi bỏ trốn đi. Mụ phù thủy sau khi phát hiện ra hoàng tử được mọi người giải cứu thì vô cùng tức giận, liền đuổi theo. Đứng lại, hôm nay ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Bà là ai? Tại sao bà lại muốn hại chúng tôi? Trông ngươi rất là xinh đẹp. Ngươi có phải là công chúa Elsa, người yêu của hoàng tử Ryder đúng không? Đúng vậy, tôi chính là công chúa Elsa. Vậy thì ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Nói rồi, mụ ta phóng ra một luồng ma thuật về phía Elsa. Rất may, lúc đó có một phù thủy tốt bụng là Thơ Nguyễn đi qua, thấy vậy liền ra tay cứu. Dừng tay lại, tại sao ngươi lại đi hại mọi người? Xưa nay phù thủy bọn ta luôn sống hòa thuận với mọi người. Vì những phù thủy xấu như ngươi nên mọi người mới nghĩ phù thủy bọn ta là người xấu. Hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi. Hay à! Pháp thuật của con nhỏ phù thủy này không cao, nhưng công lực của nó mạnh quá. Mình không phải là đối thủ của nó. À, mình nghĩ ra kế rồi. Dừng lại, tôi xin chịu thua. Tôi sẽ không làm hại mọi người nữa đâu. Hãy cho tôi cơ hội nhé. Nhất là công chúa Elsa, chúng ta bắt tay làm hòa nhé. Được, nhưng cô phải hứa từ nay về sau không bao giờ được hại mọi người nữa nhé. Công chúa Elsa tiến lại bắt tay mụ phù thủy, nhưng mà cô không ngờ đó là cái bẫy của mụ ta. Khi tay cô vừa chạm vào tay của mụ phù thủy thì cô đã trúng phải một lời nguyền. Ha ha ha, các người đã mắc bẫy rồi. Elsa, cô đã trúng phải lời nguyền của ta. Từ nay cô sẽ phải sống một cuộc sống cô độc. Bất cứ thứ gì cô chạm vào hay thứ gì chạm vào cô sẽ bị hóa thành băng. Và rồi, đến năm cô 18 tuổi, cô sẽ tự đóng băng chính mình mà chết. Nói rồi, mụ ta nhanh chóng dùng ma thuật biến mất. Tức quá, chúng ta mắc phải bẫy của mụ phù thủy độc ác đó rồi. Mụ ta chạy mất rồi, lần sau nhất định tôi phải tiêu diệt mụ ta, không để mụ ta làm điều ác nữa. Vậy còn lời nguyền của Elsa thì sao? Liệu có cách nào hóa giải được không? Rất tiếc, pháp thuật của tôi rất kém. Tạm thời, tôi chỉ có thể ngăn chặn mọi người xung quanh bị gặp nguy hiểm thôi. Biến. Đây là đôi găng tay phép thuật. Công chúa Elsa, cô hãy nhớ, luôn luôn đeo đôi găng tay này, không bao giờ được tháo ra. Nếu không, bất cứ thứ gì cô chạm vào đều sẽ biến thành băng. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng tu luyện pháp thuật, tìm cách giải lời nguyền cho cô. Từ đó về sau, công chúa Elsa không còn có thể chơi đùa cùng bạn bè như trước nữa. Cô luôn ở một mình trong căn phòng và không muốn gặp bất kỳ ai, vì cô sợ làm hại đến mọi người. Cô chỉ có con mèo của cô bầu bạn. Vào năm cô chuẩn bị tròn 18 tuổi, hôm ấy có một buổi tiệc trong cung điện. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa và cô đã quyết định ra khỏi phòng để đi gặp mọi người. Elsa, thật là hay. Chị đã chịu ra khỏi phòng rồi, lại đây chơi với bọn em đi, vui lắm. Không được đâu, chị sẽ làm mọi người gặp nguy hiểm mất. Các bạn cứ vui chơi đi, chỉ cần nhìn thấy em Anna và các bạn là mình vui rồi. Hôm ấy trong buổi tiệc, mọi người không ngờ rằng mụ phù thủy độc ác đã trà trộn vào buổi tiệc cho một âm mưu xấu xa. Hóa ra cô ta có đôi găng tay phép thuật nên không biến mọi thứ thành băng. Được rồi, xem ta đây. Mụ phù thủy độc ác dùng phép thuật làm biến mất đôi găng tay của Elsa. Con mèo cô đang bế ngay lập tức biến thành băng. Thấy vậy, mụ ta liền kêu to: "Mọi người ơi nhìn kìa, cô ta đã làm cho con mèo hóa thành băng. Cô ta là quỷ dữ, mau đuổi cô ta ra khỏi lâu đài đi." Mọi người thấy vậy thì sợ hãi nói: "Đúng vậy, quỷ dữ, mau cút ra khỏi lâu đài đi." "Không, không, tôi không phải là quỷ dữ." Elsa sợ hãi chạy một mạch ra khỏi lâu đài. Công chúa Anna, hoàng tử Ryder, hoàng tử Peter thấy vậy liền đuổi theo. Elsa chạy đến khu rừng thì mọi người đã đuổi kịp. "Elsa, chị đừng chạy nữa, hãy quay về đi." "Không được, chị sẽ làm hại em và mọi người mất. Mọi người cứ về đi, cứ mặc kệ mình, dù sao thì mình cũng sắp chết rồi." "Chị đừng bi quan như vậy, phù thủy Thơ Nguyễn nhất định sẽ tìm ra cách giúp chị mà." "Tôi đến rồi đây. Tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn báo cho mọi người. Tin tốt là tôi đã tìm ra cách để giải lời nguyền cho công chúa Elsa. Bây giờ tôi sẽ làm phép luôn. Hay à." Đã xong rồi đấy. Vậy còn tin xấu là gì? Tin xấu là lời nguyền vẫn chưa được giải hoàn toàn. Nếu giờ cô ấy chạm vào bất cứ thứ gì thì thứ đó vẫn sẽ bị đóng thành băng. Cần thêm một thứ nữa, đó là cô ấy phải chạm vào thứ nóng nhất trên thế gian mới có thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền. Vậy thứ nóng nhất trên thế gian là thứ gì vậy? Tin xấu là tôi cũng không biết thứ gì trên đời là nóng nhất. Vừa rồi tôi đã vận dụng toàn bộ phép thuật của mình để giúp công chúa Elsa. Bây giờ tôi phải bế quan tu luyện để hồi phục phép thuật. Các bạn phải giúp công chúa Elsa tìm ra được thứ nóng nhất trên thế gian mới có thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền băng giá. Hãy nhanh lên, thời gian của công chúa Elsa không còn nhiều nữa. Nếu không tìm được, cô ấy sẽ bị đóng băng mà chết. Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta phải cùng nhau nghĩ xem thứ gì là nóng nhất trên thế gian. Tớ nghĩ thứ nóng nhất trên thế gian là lửa. Chúng ta hãy thử xem sao. Chúng tôi đã thử với lửa, nhưng không có ngọn lửa nào chịu được cái lạnh đến từ băng của Elsa. Có vẻ không ổn rồi các cậu ơi. Tớ nghĩ rất có thể là suối nước nóng. Trong bộ phim kiếm hiệp, nếu người ta bị trúng hàn độc, thường sẽ ngâm mình trong suối nước nóng là sẽ giải được độc. Bọn tôi đã cùng nhau đi tìm một suối nước nóng, nhưng khi Elsa vừa chạm vào thì toàn bộ suối nước nóng đã bị đóng băng hoàn toàn. Vậy là suối nước nóng cũng hoàn toàn vô dụng. Tớ nghĩ là nham thạch, bởi vì nham thạch có thể đốt cháy cả lửa. Vậy là chúng tôi đi tìm một ngọn núi lửa, nhưng khi công chúa Elsa vừa chạm vào nham thạch thì cả ngọn núi lửa cũng bị đóng băng. Các bạn ạ, trong mấy tháng qua chúng ta đã tìm đủ mọi cách rồi mà vẫn không có kết quả. Hôm nay là ngày tớ tròn 18 tuổi rồi, và tớ cũng đã bắt đầu bị đóng băng đôi chân của mình. Một lát nữa tớ sẽ bị đóng băng hoàn toàn và chết. Tớ mong khi tớ chết, mọi người cứ để mặc tớ, bởi vì nếu các cậu chạm vào tớ thì các cậu cũng sẽ bị đóng băng đó. Sau đó Elsa bị đóng băng hoàn toàn, nhưng mọi người không sợ chết. Tất cả bọn họ đều lao đến ôm lấy cô, bởi vì họ muốn cùng sống, cùng chết với cô. Vào lúc đó thì kỳ tích đã xảy ra. lời nguyền được hóa giải. Thứ nóng nhất trên thế gian không phải là lửa hay nham thạch, mà đó chính là tình yêu của mọi người dành cho công chúa Elsa. Hoan hô, lời nguyền đã được hóa giải rồi. Các ngươi đừng vội mừng, các ngươi may mắn đó, nhưng lần này may mắn sẽ không còn mỉm cười với các ngươi nữa đâu. Hãy xem đây. Lại là ngươi nữa sao? Đúng vậy, lần này ta nhất định phải tiêu diệt ngươi, không để ngươi làm hại người khác nữa. Hay à! Cuối cùng, mụ phù thủy đã bị tiêu diệt. Công chúa Elsa và mọi người sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.